Hello, xin chào ngày mới tất cả mọi người. Xin chào cả nhà đã quay trở lại kênh trang Cuộc Sống Mỹ của Sinh Tinh nha. Mà hiện tại bây giờ đang ở Singapore rồi cả nhà ơi. Mua được 4 con ghẹ bự chà bá lửa luôn. 4 con này 1,2 kg đó các bạn. Bây giờ thì mình sẽ đem đi luộc nó lên, hấp nó lên, ăn thôi. Lâu lắm rồi mới được ăn ghẹ đó các bạn. Ở bên đây là nó bán 27 đô la cho 1 kg. Thì 4 con này là 1,2 kg là 32 đô các bạn. 32 đô tính ra nó 500 mấy ha, 500 mấy chục ngàn cũng được ha. 27 đô la cho 1 kg thì khoảng tầm 440 ngàn, 440 ngàn ký đó. Bây giờ mình sẽ đem đi luộc nó lên. Bây giờ mình sẽ đem đi hấp ghẹ nha các bạn. Mình không luộc mà mình sẽ hấp đó. Vô nồi. Tụng, mẹ lái ra. Hả? Con lái thẳng lại đằng kia kìa. Sao vậy, không chở em nữa hả? Chở em bé nhỏ hơn đúng không? Rồi, ok. Rồi nó té, rồi nó té, nó khóc quê 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 quê. Rồi chạy giò chảy máu rồi, hung nó một cái gì? Ai chở cho con, bỏ anh sen chở đi bác sĩ. Ok con bỏ anh sen chở đi bác sĩ đi, bỏ anh sen chở đi bác sĩ. Muốn dán hả? Mẹ hết miếng dán rồi. Rồi ok, chở em đi chơi đi. Ok. Sao con đi vô đây, con quay vô đằng kia kìa. Hả? Con chạy ngoài kìa. Trời ơi, coi chừng té con ơi. Giờ con có đi xe đạp nữa không? Hả? Con có đi xe đạp nữa không? Không. Không, đi lên ngủ nha. Chín rồi, chín rồi, chín rồi, cả nhà ơi. Ao, trời ơi, nóng quá. Đây, tắt bếp. Đây rồi, đây rồi. Cho nó ra đây thôi. Wow, thuận càng. Một con, hai con, nặng. Nặng chịch luôn á. Con ghẹ nó nặng lắm. Con ghẹ nó nặng chắc là nó sẽ chắc. Ba, bốn con. Trời ơi, nó nặng thiệt là nặng. Đây, bây giờ dọn lên bàn ha. Mời cả nhà ăn chung với gia đình nhà mình ha. Okay. Xin chào cả nhà nha. Gia đình nhà mình hôm nay ăn tối cả nhà ơi. Dưa hấu. Dưa hấu. Dưa hấu. Dưa hấu. Vô cá là phải để cho.
ta để cho Sylvia qua khỏi cái màn trình diễn này đã, qua khỏi cái màn giới thiệu đã. Ok, xin mời cả nhà ăn cơm tối nha. Bữa nay mình ăn cơm với Cụ Hoa Học. Ok, với lại có mấy con ghẹ. Giờ hôm nay ăn chung luôn cho vui. Mẹ, hả? Cua. À cua, trời ơi, xin lỗi cua chú quay ghẹ. Ok. Ok, sorry cua. Ok, em đi đói bụng quá à. Trời ơi, canh khổ qua của tôi đây nè. Ơi, xin mời cả nhà ăn cơm. Trời ơi, canh khổ qua. Ngon quá rồi. Giờ lên ngồi ăn là anh chồng rồi. Giờ đầu, biết chi không? Đợi giờ bóc cho ăn. Chồng mình ăn là đợi bóc sẵn ra vậy đó. Chú bé con vui. Chú bé con vui không chú bé? Vui. Ăn miếng cua đi. Bé. Ăn miếng cua đi. Cua tôm gì chẳng trời. Piano ít. Nha. Chino. Don't like seafood or fish or anything. She like chicken. That much more crab for you. She's not eating. Remember what you say. Ông nói là Sophie không ăn là em ăn nhiều. Nhớ nha, nhớ nói những gì nha. Lát coi đứa nào ăn nhiều đứa nào nha. Mua được 4 con ghẹ mừng muốn chết. Lâu lắm lắm luôn rồi mới được ăn ghẹ mà. Chắc từ trước Tết tới giờ luôn. Mà không biết trước Tết chắc cũng lâu lâu lắm lâu. Cũng đã lâu lắm luôn rồi. Ủa gì quan 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 nấu đi. Đã ba, đã xong rồi đó. Tự ăn đi. Hả? Mami hả? Giấu béo không? Anh lấy đi. Thôi được rồi, giờ nó đủ rồi đó. Ok, xin mời cả nhà nha. Trời ơi, Cổ Qua Hầm đây. Thèm quá. Ngon. Củ Hoa Hầm cắt lát các bạn. Chồng mình anh không ăn được củ hoa, cho nên anh ăn dưa leo với thịt nướng. Ăn cơm trước, ăn ghẹ sau. Quá ngon. Vô đồng lái chứ. Ai nói vô đồng lái. Well, the meatballs are kind of okay, but they pick up too much of the bitter taste from the bitter dog. Bộ qua thì đáng là nó thích ăn. Nhớ hả?
Con ghẹ mình hấp á, nhưng mà nó mặn á, còn mặn hơn giá mặn á, hấp á chứ không có luộc á. Thấy hào nó bán, mà nó bán là 4 đô một con, còn ghẹ này là 27 đô la một ký, con bự bự vậy đó, 4 con mà 1 ký 2. Oyster $4. For one piece. Mm-hmm. Did you ask them where they're from? Yeah. Oh no. Not yet. Not. And I just asked how much. Mm-hmm. Không biết hào từ đâu luôn, nhưng mà 4 đô một con. Nhưng anh chồng ăn ghẻ hết tội nghiệp quá. Okay, darling. Mm-hmm. That's good. Mm-hmm. Did you ask him where this is from? You eat by yourself? Crab, this one? Mm-hmm. No. I forgot to ask where it's from. Mày xin chào rồi. Mày xin chào rồi, giờ mày ăn mà. Vui hả? Xạo sự lắm. Con này cái gì vậy? Con à, con sao cái càng của nó dài con. Ui trời. Cái bự không, cái dài. Nó dài thòn lòn luôn á. Dài à. Nó dài không em? Mà mình thích ăn gặp. Ở bên Việt Nam á, mình mua cái ghẹ này nè, nó nhỏ, trời ơi, nó nặng dễ sợ luôn. Heavy. Ở Việt Nam á, mình mua con ghẹ nó nhỏ thôi, nhưng mà nó rất là nhiều gặp. Con ghẹ này là ghẹ đực, bự quá trời bự luôn á. Wow, nhiều thịt. Quá trời thịt luôn các bạn, nó dày, nó nặng. Ngon. Thấy chồng mình ăn tội nghiệp quá, chắc mình phải giúp ảnh một vé. You need I have you. Okay. Thấy ông ăn tội nghiệp. Để mình giúp ảnh. Giúp ảnh vé. Gỡ xương xương ra cho ảnh. Ok. Nè. Bạn nghiệp đó. Bạn nghiệp thì chồng lắm. Té hả? Đi đâu hả? Mẹ không nè. Mẹ không nè. Ui à, mẹ không có tay đâu. Mẹ không có tay. Con cứ vô đây con ngồi đi. Mẹ này gỡ cua cho ba ăn. Đi, vô đây ngồi. Mau lên. Con đi ngồi. Ngồi đàng hoàng. Ngồi con nhà cô chú nhìn con kìa, con quậy quá, cô chú cười á nha. Nha. Ok à. Ok à. Giá mì. Nhanh khóc à. Nào.
nguyên cái đuôi ghê nè. It's really good. Mm-hmm. Spicy sauce. Trời ơi, nó ngon đấy. Quá.
remember cracking open the crab with the edge of the glass ashtray. Ở khách sạn đó đâu có lần đầu đi đâu có biết cái lấy cái chạy lấy mấy cái đồ trong khách sạn cái ly với cái gạt tàn á, đập cái càn, trời ơi mà ghẹ đá nữa, nội ơi nó cứng mặn nó đã nó ngọt mà nó ngon giả mặn. Trời ơi phải nó hai chuyến này mà hết dịch nha, là tháng 6 về Việt Nam, tháng 7 về Mỹ, mà không biết có hết không, biết chừng nào hết. Gầu lắm, gầu cái con COVID này lắm cả nhà ơi, không biết chừng nào nó mới hết cho thế giới nó bình yên, cho mọi con người được hoạt động trở lại, kinh doanh buôn bán đi học đi làm. Đi về Việt Nam đi Vũng Tàu ăn ghẹ scoop, trời ơi không ngon nữa mới lạ đó, vợ ngồi lột cho ăn gì mà không sung sướng nữa sao được. Nó chơi chứ lột chẳng ăn cả nhà ơi, làm việc cực khổ, cái cuộc vụ nhắn phải lo chẳng từng miếng ăn đuôi ghẹ. Có nhiều đuôi cho chồng hết rồi đó. She no nap today. Yes, she did. She napped from 9:30 in the morning till noon, whatever. Mm. Yeah, right. You right. She right. Trời, bà nói theo. Mua được hai trái thanh long đỏ, ngày mai rủ anh chồng làm bánh mì thanh long, bánh pizza thanh long. Ê, we make bread tomorrow. Yeah, maybe. Chơi trong không dọn cho tôi dọn, tao cất hết rồi, tôi giấu hết rồi. Quá trời ngon cả nhà. Don't rush me.
cơm mình cũng ngon. Tại ba đang ăn là nó khác. Dậu nó hết rồi. Sao đây thế? Mẹ! 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 Hả? Mẹ! Mẹ! Ai nấu? She's unaware. Ừ? Ai nấu? Mẹ! Mẹ! Trời ơi! Đâu ra nó vậy? Đâu ra mà nó kiểm tra, nó kiểm tra ba nó rồi nó hô ba nó nóng rồi trời. Sợ nó thiệt. Xì xì vừa hết. Yes. She's gonna find out. Mm-hmm. What's the prognosis? Mình xin chào tạm biệt cả nhà nhé, hẹn cả nhà video tiếp theo nha. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video nhà mình ngày hôm nay.